Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, theo quan niệm của cha ông từ xa xưa, chọn người xông đất vào dịp năm mới là việc rất quan trọng. Người xông nhà đầu năm có ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình trong năm đó. Vậy nên khi chọn được người hợp tuổi, hợp đất thì mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi, cả năm hưởng phúc lộc dồi dào. Nếu lỡ chọn vào những tuổi không hợp thì gia chủ gặp phải nhiều chuyện hung bại trong cuộc sống, gia đạo lận đận, bất an. Và sau đây là danh sách ba con giáp hầu hết các gia chủ rất sợ họ đến xông nhà năm 2023 Quý Mão. Không phải bởi họ xấu xa mà là trong năm 2023 vận khí của họ không tốt, bị xung khắc với năm nên sẽ mang lại hung họa cho cả gia chủ. Một số gia chủ còn cẩn thận khi mà họ lỡ đến xông nhà còn phải đốt vía giải xui. Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. 1. Tuổi Thìn là một trong năm con giáp gặp vận xui đeo bám trong năm 2023. Vậy nên những người tuổi Thìn cần tuyệt đối chú ý khi có ai đó mời đến xông nhà đầu năm bởi các lý do sau đây. Hung vận gia tăng ảnh hưởng đến con giáp này phải đối mặt với đồng thời cục diện hại thái tuế và hạn tam tai năm 2023 bước vào năm giữa. Khó khăn, áp lực, thách thức, tất cả những gì mà người tuổi Sửu không thể tránh được. Đây là năm hầu hết các gia chủ kế hoạch cũ mới của tuổi Thìn đều vấp phải cản trở nhất định. Nguyên nhân tới từ cả khách quan lẫn chủ quan, khởi sự khó thành, việc cũ dở dang, điều này cũng đặt ra thử thách cho sự kiên trì và ứng biến linh hoạt của con giáp. Năm 2023 có thể là năm hạn nặng nhất trong lần tam tai này nên tuổi Thìn được khuyên làm gì cũng cần hết sức lưu ý. Mọi việc nên liệu sức mình mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau. Tốt nhất là nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực bản thân. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm nay có thể khiến bạn phải thất vọng. Vận khí thăng trầm bất ổn khiến tuổi Thìn muốn thay đổi để thích ứng, khó mà làm cố định một chỗ, một vị trí trong thời gian dài nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cục diện tương hại cũng khiến con giáp dễ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy sập, hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài hao sức. Với những người đang muốn thay đổi công việc, hiện không phải là thời cơ tốt, dù vẫn có cơ hội việc làm, song quan trọng nhất là bạn biết mình cần làm gì và muốn gì. Việc chạy theo tiếng gọi đam mê đôi khi chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự cả thèm chóng chán của bạn mà thôi. Hung vận lớn nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này chờ mình. Trong hung tàng cát, sao tốt chủ về công danh là Ấn Quan và Thiếu Dương sẽ giúp gia chủ gia tăng phúc thọ, cứu giải nan nguy cho Thìn vào đúng lúc. Chỉ cần bạn có nỗ lực thật sự thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Nhìn chung là năm Quý Mão 2023 với tuổi Thìn diễn ra tốt đẹp hay trắc trở hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà bạn thể hiện sức mạnh và hạn chế điểm yếu. Đây là một năm bận rộn, cuốn bạn vào với một guồng quay mạnh mẽ nhưng đồng thời đó cũng giúp bạn rèn giũa bản thân với những kinh nghiệm thực chiến để ngày càng trưởng thành hơn. Hãy cứ đón nhận mọi thứ như một phần tất yếu của cuộc sống. Về phương diện tài lộc, tuổi Thìn được dự đoán có một năm tài chính bấp bênh, thu chi mất cân đối, lợi nhuận dễ sa sút. Hung vận từ hại thái tuế và tam tai sẽ khiến con giáp gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, kế hoạch hợp tác dễ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Tiểu nhân vận cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên, bản mệnh nên hết sức lưu ý. Con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Con giáp này đôi khi có thể vì sự bốc đồng mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là phải trả một cái giá không nhỏ. Do đó trước khi hành động, đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc đến đấy. Bản mệnh không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chi tiêu chú trọng tiết kiệm, những người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ càng dễ rơi vào tình trạng eo hẹp trong năm 2023. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh sẽ chịu ít ảnh hưởng hơn dù nguồn thu không tăng tiến là mấy. Đặc biệt tuổi Thìn cần đặc biệt nhớ các việc phạm pháp, lách luật hay những trò mang tính đỏ đen không hề phù hợp với bạn trong năm nay. Cục diện hại thái tuế cộng thêm cả ảnh hưởng từ tam tai sẽ khiến bản mệnh có thể vướng vào kiện tụng nếu làm ăn bất chính. Chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì cái lợi trước mắt. Tử vi năm 2023 nhận định vận hạn bùa vây khiến đường tình duyên của tuổi Thìn chịu nhiều tác động bất lợi dù trong năm vẫn có đào hoa chiếu mệnh.
vốn là năm được Bách Việt chủ nhân duyên nhập cục. Các tinh này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của tuổi Thìn. Bất luận là người độc thân hay đã có gia đình đều sẽ có những thời điểm tình yêu thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân nhìn chung khá vượng đào hoa, có quan hệ xã giao rộng, dễ dàng tìm thấy đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế. Tuy song cục diện tương hại lại khiến tình cảm dễ đến, dễ đi, có hỉ ái, có yêu sầu, rất dễ đi vào lối cực đoan. Con giáp này gặp nhiều người nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài. Nếu đứng núi này trông núi nọ, bạn còn có thể mất cả chì lẫn chài. Những ai đã có đôi, có cặp cũng phải đối mặt với mâu thuẫn gia tăng. Đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy, bạn sẽ không giữ được họ mãi mãi bên mình bằng cách này. Chìa khóa cho chuyện tình cảm của bạn trong năm là nên dành tình yêu cho người xứng đáng. 2. Tuổi Ngọ. Gặp cục diện tương phá với niên vận, những người tuổi Ngọ cũng là một trong ba con giáp không nên đến xông nhà đầu năm. Hung vận quá lớn sẽ lấn át tài vận, nếu lỡ đến xông nhà sẽ mang lại hung họa cho gia chủ bởi các lý do sau. Thời điểm đầu năm, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè và đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện, cố tình gây nhiều phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, bản mệnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức lại không phải là hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không? Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn luôn được đền bù xứng đáng. Dù đầu năm bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau nhờ có thái âm, cát tinh, soi đường, chỉ lối, tuổi Ngọ sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay công việc, lại thêm cát tinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí là thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ cũng không mấy sáng sủa, cục diện Mão Ngọ tương phá khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn. Các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý. Với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn, đặc biệt là thời điểm đầu năm, công việc không đạt tiến độ, yêu cầu ảnh hưởng đến tài lộc, dậm chân tại chỗ, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế con giáp này cần cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác, đặc biệt nếu đối phương là người bạn không hiểu rõ. Đồng thời hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, có thể đó là cái bẫy kẻ xấu sắp đặt sẵn chờ bạn nhảy vào. Đáng buồn là con đường tình duyên của người tuổi Ngọ cũng phủ một màu ảm đạm, ngũ hành tương khắc, ảnh hưởng đến cả những người đã lập gia đình cũng như những người còn độc thân. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lập. Ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp. Có thể những khác biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong nhà. 3. Tuổi Tý. Đây là con giáp thứ 3 không nên xông nhà năm 2023 Quý Mão, nằm trong bộ tứ hành xung, vậy nên khi họ đến xông nhà không những không mang lại nhiều cát lành mà còn gây nên những mất mát và thất bại cho gia chủ trong năm 2023 Quý Mão. Tuổi Tý năm 2023 chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình, đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách. Lúc này rất cần sự bền tâm, bền chí của bản mệnh mới mong chiến thắng được số phận. Đây cũng là năm giữa của hạn tam tai, nhiều vấn đề bất lợi ập tới khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều rắc rối, khó xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, cần chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định sẽ có thể tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp khó có thể xử lý nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra vài điểm sáng so với năm 2022 trước đó, nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần bản mệnh cố gắng và kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề thay vì tạm thời bỏ qua, nếu không bị lỗi sai lặp lại, khiến cho bạn dù có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi.
Năm nay còn cho thấy có họa tiểu nhân treo trên đầu, Tý dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi, điều tiếng đủ vấn đề. Môi trường công sở vốn phức tạp càng cần chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của bạn dần được nâng cao. Chính ấn cho thấy trong năm, bạn cũng nên tích lũy kiến thức, chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. Tiếp nối tử vi tuổi Tý 2022 sang năm 2023, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình và họa tam tai 2023 cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận chưa thực sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh chuột cần đề phòng mất tiền, mất của, đầu tư kinh doanh trong năm phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình nên bạn có thể bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Đã đến lúc tuổi Tý cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng gây tiêu hao tiền bạc về vấn đề sức khỏe. Bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh kiếm tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ biết được tuổi nào đại kỵ chọn làm tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Năm cũ sắp qua, chúc quý vị và các bạn đón một năm mới 2023 Quý Mão an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!